Mình xin chào toàn thể anh em nhé. Mình xin giới thiệu đến anh em một đôi loa L7S của AR anh em nhé. Đây là một đôi loa dòng loa cây. Nó cao là 1m04 phân cả tính cả chân này anh em này. Và chiều sâu của nó là 32 phân tính cả cái căng anh em nhé. Đây là anh em này, chiều sâu của nó là 32 phân, 32 phân tính cả cái căng. Và chiều ngang này của nó là 26 phân. Đôi này nó sử dụng một cấu hình như sau: 5 loa trên một thân thùng, dưới là một con bass 20, trên là một con mid bass 20, và tiếp đến là một con mid và một con chép đôm, và trên là một con siêu chép. Toàn thân là nó bọc da hết anh em nhá, để phản xạ âm thanh cực kỳ là tốt. Bên này là nó có hai cái hồi gỗ. Bên này thấy anh em này, hai hồi gỗ kia cũng vậy. Đây là một đôi loa cực đẹp, tiếng cực kỳ là hay. Và ê căng của nó là khung gỗ lưới vải có chữ AR, rất đẹp luôn. Đây này anh em này. Bây giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử một bản nhạc acoustic, xem đôi loa này nó thể hiện như nào anh em nhé. Mình vẫn test trực tiếp trên cái máy tính này, và anh em có thể ghép đôi loa này với những cái dòng âm ly sân xui, đờ lông, ma răng, PL vân vân. Anh em ghép bất cứ một âm ly nào ở nhà anh em có nhé. Đôi loa này của nó là đầu vào nó chỉ cần 25W thôi, sức chịu đòn của nó lên đến 500W. Anh em có thể tận dụng nghêu ngao karaoke một tí cũng được anh em nhé. Giá mình đang bán đôi loa này là 13 triệu. Anh em yêu sản phẩm này thì alo trực tiếp cho mình. Rõ cả tiếng guitar nó tỉa anh em nhá. Một đôi loa cực kỳ là hay, giá cho phân khúc bình dân. Khỏi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay, nắng qua mặt hồn, lòng hoa bướm say. Lối em đi về, trời không có mây. Đường đi suốt mùa, nắng lên thắp đầy. Gọi nắng. Anh em vừa nghe được, nghe qua thử một đoạn acoustic. Bây giờ tiếp tục anh em nghe thử tiếp đến một đoạn nữa là một đoạn bolero, xem tình hình nó như thế nào anh em nhé. Anh em có thể ghép với những cái dòng đờ lông này thì cực kỳ là hay. Đây là một con âm ly 940,
đàn em của 940V đẹp xuất sắc, mình đang bán giá 11 triệu. Đôi loa ARL7S mình đang bán giá 13 triệu. Anh em yêu sản phẩm nào thì alo cho mình, đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.